thua trận, MU hoảng loạn mua tân binh ngựa chính. Manchester United sắp ký hợp đồng với Adrien Rabiot từ đội Juventus và vẫn quyết tâm theo đuổi mục tiêu chuyển nhượng số 1 của Erik ten Hag. Frenkie de Jong bị đình trệ trong thời gian qua. Tuyển thủ Pháp Adrien Rabiot 27 tuổi có giá 15 triệu bảng gia nhập Man United sẽ giải quyết các vấn đề của họ nơi hàng tiền vệ. Tuy nhiên, quỷ đỏ khẳng định họ vẫn muốn ký hợp đồng với De Jong trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa vào ngày 1 tháng 9. Tân huấn luyện viên Ten Hag đã thua trận đầu tiên ở Premier League với tỷ số 1-2 ngay trên sân nhà Old Trafford trước đội bị đánh giá yếu hơn Brighton. Những yếu kém của MU chỉ ra nơi hàng tiền vệ khiến họ phải gấp rút ký hợp đồng với Adrien Rabiot. Tuyển thủ người Pháp sẽ giảm bớt những lo lắng của Man United ở tuyến giữa sau khi chung bước theo đuổi mục tiêu số 1 De Jong vào mùa hè này. Rabiot đã không còn được yêu thích ở Juventus và chỉ còn một năm hợp đồng, mở ra cơ hội để Man United ký hợp đồng với anh. Rabiot gia nhập đội bóng Ý vào năm 2019 theo dạng chuyển nhượng tự do sau 7 năm khoác áo Paris Saint-Germain, sau khi anh cùng với mẹ cũng là người đại diện Veronique quyết định tương lai của mình sẽ tốt hơn nếu rời khỏi Paris. Nhưng Rabiot đã phải vật lộn để thực hiện lời hứa ban đầu mà anh đã thể hiện ở Juventus. Và thời gian của anh ở Turin cũng trùng hợp với sự độc quyền của câu lạc bộ về chức vô địch Serie A trớ trêu thay. Tiền vệ Paul Pogba vừa rời Old Trafford để trở lại Juventus sau khi không thể vươn lên đỉnh cao ở Premier League. Man United sẽ có được một tiền vệ tài năng nhưng có tiếng là một cầu thủ khó tính trong các vòng thay đồ. Điều này một phần do danh tiếng đã được gán ghép cho mẹ anh, người đã đụng độ với các nhân vật bóng đá trong suốt sự nghiệp của con trai bà. Veronique đại diện cho con trai Rabiot và được cho là xung đột với các đồng đội và giám đốc thể thao cũng như yêu cầu tham gia các buổi huấn luyện để đảm bảo con trai bà được điều trị và chăm sóc đúng cách. Trước đó, bà từng yêu cầu được đi du đấu trước mùa giải khi con trai bà ký hợp đồng đầu tiên với đội bóng chuyên nghiệp tại PSG. Bà cũng phải gánh chịu một phần trách nhiệm về việc Rabiot rớt xuống đội dự bị ở PSG vì phản ứng đòi hỏi tiền lương. Bà Veronique nói về vụ việc đó với báo chí rằng, con trai bà đang bị câu lạc bộ bắt làm con tin và dẫn đến việc Rabiot bị nhốt ở trong nhà tù, chỉ được cho ăn bánh mì và nước. Việc chuyển đến Tây Ban Nha vào năm 2018 đã không xảy ra vì nhu cầu tiền lương quá cao của Rabiot. Các nhà phê bình của Man United đã nói rằng động thái của Rabiot khiến câu lạc bộ trở nên hoảng loạn khi kỳ chuyển nhượng bước vào giai đoạn cuối, và nhất là khi họ vừa thua trận đấu mở màn của mùa giải 2022-2023 ở lần đầu tiên Erik ten Hag cầm quân trên sân nhà. Nhiều người hâm mộ lên tiếng kêu gọi tái cấu trúc tuyến giữa của Man United với việc câu lạc bộ đã theo đuổi De Jong suốt mùa hè. Tuy nhiên, Rabiot không được cho là một sự thay thế De Jong hoàn chỉnh, và Man United vẫn hy vọng họ lấy được chữ ký của cầu thủ người Hà Lan.